Amen. Đây là logo. Có nhà vệ sinh nó thứ là ngon rồi. Ở người ta thì chỉ tuần rằm thì ông mới lên, bác mới lên thôi. Vâng. Hôm nay bọn em thoải mái lắm. Bây giờ thích thì ra cố thêm cái cửa kia, làm cửa sắt hoặc là gì đấy. Yeah.